Bản tin bóng đá Việt Nam xin chào các bạn, hãy cùng khám phá những tin tức bóng đá nóng hổi ngay sau đây. Trong trận đấu khai màn tối qua, huấn luyện viên Park Hang-seo lo lắng, thậm chí là hồi hộp hơn rất nhiều ở kỳ SEA Games 31 này hơn hẳn những cuộc chơi quốc tế khác. Đơn giản đây là lần cuối ông nắm đội tuyển trẻ U23 Việt Nam, rồi nói lời chia tay ngay sau kỳ SEA Games 31 lần này. Trận khai mạc SEA Games hôm nay trên sân Phú Thọ ông Park Hang-seo lại có dịp tái ngộ đồng hương Shin Tae-yong. Đây là trận đấu mà người hâm mộ bóng đá của hai nước đang chờ nhất. Đây cũng là trận đấu tái hiện lại trận chung kết lịch sử tại kỳ SEA Games 30 ở Philippines. U23 Indonesia đã tạo ra nhiều khó khăn cho đội chủ nhà trong hiệp thi đấu đầu tiên. Nhưng U23 Việt Nam đã cho thấy tố chất của nhà vô địch khi có những cá nhân biết cách tỏa sáng đúng lúc để mang đến chiến thắng đậm 3-0 đầy thuyết phục. Với chiến thắng quan trọng này, ngôi đầu bảng A đang rất rộng mở với U23 Việt Nam. Các cầu thủ U23 Việt Nam tạo ra thế trận hoàn toàn áp đảo Indonesia trong hiệp 2. Đội chủ nhà có thể thắng đậm hơn nếu các pha dứt điểm của Lê Văn Xuân, Hồ Thanh Minh không đưa bóng dội xa và cột. Tiến Linh cũng bỏ lỡ ít nhất hai cơ hội 10-10 ở hiệp 2. Bàn mở tỷ số đến từ pha phối hợp chuẩn mực giữa bộ ba Tiến Linh, Văn Đô và Mạnh Dũng. Tiến Linh khởi xướng tình huống bằng đường truyền đổi cánh cho Văn Đô, sau đó Văn Đô truyền cho Mạnh Dũng thoát xuống, rồi Mạnh Dũng căng ngang để Tiến Linh ghi bàn cận thành. Pha lập công thứ hai của U23 Việt Nam cũng là tình huống ban bật đẹp mắt giữa Tiến Linh và Hùng Dũng. Trong khoảnh khắc quyết định, thủ môn Hùng Dũng dứt điểm tinh tế bằng má ngoài và ghi bàn thắng mang tính định đoạt cho tinh thần chiến đấu của Indonesia. Indonesia từng là nỗi đau của huấn luyện viên Park Hang-seo cũng như người hâm mộ Việt Nam khi từng cầm hòa thành công với đội tuyển Việt Nam ở AFF Cup 2020, đẩy đội tuyển Việt Nam vào cuộc chiến một mất một còn với Thái Lan để rồi gục ngã, nhìn voi chiến lên ngôi ở giải đấu giành giá nhất Đông Nam Á. Song hôm qua, ở cấp độ những cầu thủ quá tuổi đã giúp ông thầy người Hàn Quốc phục thu hoàn hảo, 10 phút cuối trận, bóng gần như chỉ lăn ở sân U23 Indonesia các cầu thủ đội khách xử lý lòng ngóng, đặc biệt là hàng phòng ngự. Bàn ấn định tỷ số của Van Đô đến từ tình huống phá bóng ngứa ngẩn của hậu vệ Indonesia. Đến hiệp 2, U23 Việt Nam bắt đầu tìm lại nhịp độ khi đã có sự tự tin. Các cầu thủ đã mạnh dạn cầm bóng, phối hợp bàn bật và tạo ra khác biệt trước hệ thống phòng ngự của Indonesia trời quyết liệt. Tiểu xảo nhưng không đủ nhanh nhẹn để phán đoán. Huấn luyện viên Park hoán đổi hai cánh của Văn Đô, Văn Xuân là điểm nhấn trong thế trận áp đảo của U23 Việt Nam ở hiệp 2. Bên cạnh đó, bộ ba tuyển thủ Hùng Dũng, Tiến Linh và Hoàng Đức đều chơi rất ấn tượng ở trận này. Đánh bại U23 Indonesia với tỷ số 3-0, U23 Việt Nam tạm thời vươn lên ngôi nhì bảng A với 3 điểm. Khởi đầu mỹ mãn của thay cho huấn luyện viên Park Hang-seo tại SEA Games 31. Chiến thắng tưng bừng trước U23 Indonesia là trái ngọt, tinh thần chiến đấu quật cường trước khó khăn của những chiến binh rồng vàng, cũng như là cả sự nỗ lực của các cầu thủ và ban huấn luyện khi đã khó khăn. Khi mà khó khăn liên tục ập đến vì các cầu thủ chất lượng, chấn thương lần lượt rời khỏi đội, để rồi với sự dẫn dắt của các cầu thủ đàn anh đã đưa U23 Việt Nam có một chiến thắng hủy diệt trước Indonesia tại trận khai màn SEA Games 31, nâng cao vị thế của bóng đá Việt Nam trong khu vực cũng như trên trường quốc tế. U23 Việt Nam tiếp tục khiến tất cả phải ngả mũ khi có chiến thắng trước U23 Indonesia trong trận đấu được xem là chung kết của bảng A trong cuộc họp báo sau trận đấu, huấn luyện viên Shin Tae-yong lắp bắp thừa nhận, tỷ số cuối cùng là 3-0 nghiêng về U23 Việt Nam nên tôi không có quá nhiều điều để nói, ngoài việc muốn gửi lời chúc mừng cho chiến thắng của Việt Nam. Đây thực sự là một kết quả khó chấp nhận. Tôi muốn xin lỗi người hâm mộ Indo, tôi muốn giành chiến thắng để đáp lại sự kỳ vọng của các bạn dành cho ban huấn luyện cũng như các cầu thủ, nhưng rất tiếc, hôm nay các cầu thủ chúng tôi đã không thể hiện được phong độ tốt và kết quả không như mong muốn. Các cầu thủ U23 Indonesia có trạng thái và chuẩn bị tốt cho trận đấu với lực lượng mạnh nhất, nhưng chúng tôi đã không tận dụng được lợi thế. Các cầu thủ của chúng tôi có những thời điểm căng thẳng khi bị dẫn bàn và đánh mất thế trận. U23 Việt Nam đúng như nhận định của chúng tôi ban đầu, các bạn là đội bóng mạnh của khu vực, các bạn xứng đáng là số 1 của Đông Nam Á. Tại buổi họp báo sau trận đấu, huấn luyện viên Park Hang-seo khá bình thản. Chiến thắng trước Indonesia thực sự quan trọng, nhưng cả quá trình thi đấu còn quan trọng hơn. Các cầu thủ đã cố gắng hết khả năng dù gặp nhiều khó khăn. Trước mắt, chúng tôi còn 3 trận ở vòng bảng. Tôi tin tưởng các học trò sẽ giành kết quả tốt nhất. Tôi cảm ơn người hâm mộ đã đến sân Việt Tri ngày hôm nay để cổ vũ cho U23 Việt Nam. Thực tế, trong trận đấu này, sau 60 phút, đối phương có xa rút về thể lực. Ở hiệp 1, Đội đã duy trì sự tập trung. Hết hiệp 1, tôi nói với các cầu thủ tiếp tục duy trì sự tập trung này. Sự thay đổi đầu tiên về chiến thuật là vị trí của Văn Tùng. Cậu ấy là tiền đạo tốt nhưng vẫn còn thiếu kinh nghiệm nên tôi thay vào sân Mạnh Dũng. Thứ hai là việc thay đổi vị trí của Văn Xuân và Văn Đô. Bình thường Văn Xuân tập cánh trái nhưng tôi nhận thấy cậu ấy cũng chơi tốt khi sang cánh phải nên đã thay đổi trong hiệp 2. Thực tế, sự thay đổi đã đem đến kết quả tốt và chúng tôi có trận đấu thành công. Ông Park cũng đánh giá cao tầm quan trọng của ba cầu thủ trên 23 tuổi là Tiến Linh, Hoàng Đức và Hồng Dũng. Khi tôi chọn họ là tôi muốn bổ sung vào những vị trí còn thiếu, còn yếu của U23 Việt Nam. Sự khác biệt lớn nhất giữa họ và các cầu thủ còn lại là kinh nghiệm thi đấu. Họ còn hiểu chiến thuật nhờ đã trải qua thời gian ăn tập lâu ở đội tuyển quốc gia. Trong quá trình tập luyện và thi đấu, họ cũng đã trao đổi rất nhiều với đàn em, tạo ra ảnh hưởng đến lối chơi chung chứng kiến những gì diễn ra, đặc biệt là chiến thắng đậm 3-0 trước U23 Indonesia trong trận đấu khai màn SEA Games 31, truyền thông châu Á đã không ngớt lời khen ngợi dành cho đội tuyển U23 Việt Nam trong lần đăng cai tổ chức SEA Games 31 tại Việt Nam. Trang chủ AFF đã điểm lại những diễn biến chính trong trận thắng của tuyển Việt Nam trước U23 Indonesia để có được một chiến thắng khiến đối thủ tâm phục khẩu phục. The Star của Malaysia cũng nhận xét, U23 Việt Nam là đội bóng mạnh của SEA Games lần này. Thật sự các bạn đã làm cho chúng tôi đi từ ngạc nhiên này đến ngạc nhiên khác. Các bạn xứng đáng với chiến thắng và xứng đáng là đội bóng số 1 của Đông Nam Á. Trang chủ Liên đoàn bóng đá châu Á, The AFC, cũng có bài viết chúc mừng. Sự quyết tâm cũng như ý chí của ban huấn luyện U23 Việt Nam để giành được chiến thắng rất đỗi tự hào trong trận đấu khai màn SEA Games 31 tổ chức trên sân nhà. Chúc các bạn kỳ đại hội thành công và bảo vệ được màu huy chương bóng đá nam cũng như bóng đá nữ tại kỳ SEA Games này. Bên cạnh đó là những lời chúc từ các cổ động viên đến từ khu vực, dành những lời chúc mừng đến ban huấn luyện cũng như là các cầu thủ U23 Việt Nam trong trận đấu hôm qua. Cổ động viên người Campuchia Pha Eleven tỏ ra thán phục khi chứng kiến màn trình diễn quả cảm của các cầu thủ U23 Việt Nam trước U23 Indonesia. Pha Eleven viết, Việt Nam thật không tưởng, các bạn xứng đáng với chiến thắng ngày hôm nay. Chiến thắng hủy diệt 3-0 trước U23 Indonesia đã chứng tỏ được sức mạnh số 1 Đông Nam Á của các bạn. Trên fanpage dành cho các cổ động viên Đông Nam Á có tên Asian Football, nhiều fan hâm mộ đã để lại những lời khen dành cho U23 Việt Nam. Ở SEA Games 31, rõ ràng chẳng có đội bóng nào mạnh hơn U23 Việt Nam. Tôi nghĩ việc U23 Indonesia thủng lưới 3 lần vẫn còn là ít. U23 Việt Nam bỏ lỡ nhiều cơ hội ngon ăn trong trận đấu này. Chỉ có U23 Thái Lan mới đủ trình so kè với U23 Việt Nam ở SEA Games. Bên cạnh những lời khen dành cho U23 Việt Nam, các cổ động viên Đông Nam Á còn mỉa mai màn trình diễn của U23 Indonesia. Xin chúc mừng U23 Việt Nam, U23 Indonesia đã nhận thất bại xứng đáng khi họ đã chơi quá tệ. Còn U23 Việt Nam thể hiện màn trình diễn ấn tượng hơn nhiều. Ai cũng biết, U23 Việt Nam sẽ qua một trận đấu dễ dàng trước U23 Indonesia. Tôi chẳng thể nhớ lần gần nhất Indonesia được chiến thắng trước Việt Nam là khi nào. Có lẽ U23 Indonesia chỉ có thể thắng được Lào hay Timor-Leste mà thôi. Tôi phải chúc mừng U23 Indonesia mới đúng. Họ còn may chán khi chỉ thua 3 bàn trước U23 Việt Nam. Những thông tin vừa rồi đã khép lại bản tin bóng đá Việt Nam của chúng tôi ngày hôm nay. Cảm ơn các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin chào và hẹn gặp lại.